Em hộ khẩu ở tỉnh lẻ, muốn mua biển định danh Hà Nội, có mất 20 triệu không anh nhỉ? À em ơi, anh chia sẻ với em nhé. Biển định danh hay là biển bấm thì đều giống nhau về mặt hình thức pháp luật, nhưng khác nhau ở chất lượng nhé. Cái việc mà mất 20 triệu ấy, thì chỉ dành cho trường hợp chúng ta đăng ký chiếc xe đó lần đầu tiên mà thôi. Khi chiếc xe đó đã được đăng ký rồi mà chúng ta mua biển định danh đăng ký ấy, thì sẽ không mất 20 triệu này. Với trường hợp của em ở tỉnh lẻ thì sao? Tỉnh lẻ thì không mất tiền luôn, không bao giờ mất 20 triệu này. Và nộp thuế, chúng ta chỉ nộp thuế theo quy định của nhà nước lúc này đang là 5% vì được giảm thuế trước bạ, hoặc là 10% nếu như sau này, theo đúng quy định của nhà nước, chứ không có vấn đề gì liên quan đến việc là em mua biển Hà Nội nhưng em người ở Hà Nội thì mới phải như vậy, mất phí như vậy vì đó là dành cho Hà Nội. Còn tỉnh lẻ mua biển Hà Nội thoải mái, không mất 20 triệu này. Anh thấy là rất hợp lý đúng không? Anh em mình cùng nhau lựa chọn biển số đẹp nhất. Đằng nào cũng vậy, chúng ta lựa chọn cho mình biển số đẹp để sở hữu và sử dụng lâu dài. Và đó chính là cá nhân hóa cho chiếc xe ô tô của em đấy. Chiếc xe ô tô của em cùng một nhãn hiệu như vậy nhưng biển số khác thì là một chiếc xe đẹp hơn và khác biệt rất là nhiều, đúng không? Mình nhà mình thẩm định tất cả về số đẹp.